chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hello TV Cuộc Sống ở vùng New Zealand. Thì đây là một cái cửa hàng bán đồ cũ mấy bạn, này là giống như cái chợ trời của mình, nhưng mà nó trời lạnh đó, thành ra nó sẽ nằm trong nhà. Đồ cũ, đồ mới, có open. Đi được. Vô con. Mở cửa mỗi ngày. Wow, nhiều đồ ha. Có chạy đồ hả? Ở đây là rất là nhiều đồ luôn các bạn. Pikachu à. Đây là đồ cũ đồ mới đều có mấy bạn. Wow, kiếm nữa. Kiếm nó nhiều cây à? Hả? Đây có bán súng nữa mấy bạn. Chick check. Cái gì đây? Đây là súng hơi airsoft. Súng hơi mềm. Cái này thì 10 đô. Một cái hộp này. Có nhiều đồ lạ. Pokemon. Ồ, quá trời kiếm luôn à. Kiếm với Lego. Cái hộp Lego này là 50 đô nè mấy bạn. Rất là nhiều kiếm nhau rồi luôn. Quá trời dao luôn à. Dao. Ồ, sticker là ơi. Sticker là ơi, cái này thì 50 cent một cái. Ba cho. Mẹ không thấy ba cho, mẹ chỉ thấy Pokemon thôi. Không thấy ba cho. Lần đầu tiên mình tới đây luôn mấy bạn. Từ bữa mình đi ngang cái mình thấy. Mình vô thử. Rất. Cái này là máy chơi game 55 đô. Nhiều đồ hay là ha? Chủ yếu là nó bán pin. Ủa, ở dưới nó nữa kìa. Gu xì luôn, thiệt không nhở? Này gu xì thiệt không nhở? $27.99. Đồ giả. Ồ, đây cũng có tiệm đồ giả. Gucci luôn mấy bạn. Cái này thì $9.99. Làm giống thiệt quá à. Gì? Gì không? Đây là cái tiệm đó mấy bạn. Cái này là một phần thôi, còn nữa. Ở đây nó có bán đồ ăn luôn nè. Sao? Ồ, có lên luôn. Có bán đồ ăn luôn mấy bạn. Wow. Mấy cái này giống thiệt quá ha. Gucci, LV luôn mấy bạn. 65 đô cái giỏ này. Trời, cái giỏ này luôn. Này đồ nhã. Thơm. Đồ chơi hả? Quá trời luôn. Ở đây cái gì mà nó người ta không xài cái người ta đem người ta bán rồi mấy bạn. Đây quần áo cũ đó mấy bạn. Cái này đồ chơi, cái này là băng đĩa. Cái này 2 đô một cuốn băng, cuốn đĩa này. Quá trời đĩa luôn. Còn cái này thì mấy cái mô hình xe là 9 đô một cái. Tùy xe. Wow.
Cái này lớn nhở? Gì vậy Lạc? Lạc, cái đàn mini cho Lạc nè. 27 đô á Lạc. Hả? 27 đô cái đàn nhỏ thôi mấy bạn. Ừ. Ừ, đúng rồi. Con gà. Chicken, đúng rồi. Nói bạn, cái gì cũng bán được hết nha. Cái này cũng là một cái người ta xả chết đó mấy bạn, cuối tuần mấy người lớn tuổi á. Thường mấy người lớn tuổi ta hiểu này. Ồ, siêu nhân. Siêu nhân. Chỗ này thì mấy người lớn tuổi ta thích lắm. Với lại rảnh rảnh á, cái chạy đây coi cũng vui. Con này con kia. Đi coi. Đó, bà làm bao nhiêu đây bà thích lắm. Con gà. Quá trời rồi. Đi không? Nhiều đồ ha Lạc. Đây là bán mấy cái đèn, đèn ngủ rồi mấy mày. Giống Việt Nam mình ha. Bán này bán kia được vui. Rộng lắm mấy bạn. Đây là một cái khu này thôi, còn mấy khu nữa trong cái cửa hàng này là mấy bạn. Đó, chai, chai rượu hồi xưa cũng bán. Đúng rồi. Ồ, đi mấy cái đi ta. Đi. Nè đèn. Ở đây nhiều đồ quá hả Lạc? Nhiều đồ mà cũng gọn gàng. Ủa, mấy cái ly này khoảng 8 đô rồi mấy bạn. Một cái ly. Gì cơ? Ly tách chai lọ thì cũng bán được ha. À, mấy đồ bút nữa nè mấy bạn. 25 đô một đôi. Nó mới tính nữa nè. Đồ chơi hả? Đồ chơi em. Nhiều quá ha. Đây là quần áo. Rồi mấy đôi dài nai luôn mấy bạn. Cross từ ngoài. Này mì 20 đô, cái này 20 đô. Nhiều xe quá hả Lạc? Đây là mấy cái đồ chơi nữa nè. Ồ, Lạc ơi, lướt. Ba ba chơi Lạc ơi. Con có đeo được đâu mà em thích. Cái đó bự lắm. Mấy cái xe, mấy cái băng đĩa cũ nữa nè. Bây giờ là mình sẽ qua một cái khu khác thôi mấy bạn. Đây, ở cái khu khác. Đây thì nó bán thấy cũng giống vậy, cũng băng đĩa. Cũng băng đĩa. Đây bán băng đĩa rồi luôn cũng
cũng vậy mấy bạn. Sách đi băng đĩa. Đó quá trời xe luôn. Đúng rồi, để cô. Để nhiều đồ chơi quá là. Hay á, cũng hay ha. Cái này là mấy cái xếp hình mấy bạn, 500 miếng hay được. Baby elephant. Jingle bell. Cô bán giày dép cho mèo luôn mà. Ừ. Giày dép cho mèo. Đây là mấy cái miếng dán chuột chuột tuyết. Ừ, đồ chơi nhiều quá, đồ chơi rồi. Sao ghi đúng lên, đúng rồi. Đồng hồ rồi cũng có trong này luôn. Trời ơi, cái chiếc nhẫn diamond nó bự. 8 đô. À. Chó đúng rồi. Chó chết tay. Cái bộ này ha, lạ lạ ha. Rồi để pha chế độ. Vỏ chai cũng bán đó mấy bạn. Vỏ chai Pepsi 5 đô. Vỏ chai cổ quá lâu rồi đó. Đi con. Đó, thấy không? Đặt đi từ từ thôi. Ồ, hết nhiều quá chơi chơi. In the tracker này đó, mấy cái ở đây mình thấy đa số nó bán mấy cái mô hình nhiều quá ha. Đây có tượng Phật rồi là 25 đô tượng Phật. Quá chơi chơi. Popcorn. Bây giờ mình sẽ đi qua một cái phòng khác đúng không mấy bạn? Đây có nhiều phòng lắm. Đúng mấy bạn thấy không? Đây là một phòng nè, mình mới vừa đi qua. Cái phòng này mình cũng mới vừa đi ha. Đi xuống đây sẽ có một cái phòng nữa.
Đây. Đây nó bán đồ Halloween này nè. Bán gì? 4 đô trên chiếc xe. Quá trời đồ luôn. Đây là cái headline mấy bạn. Hải đăng á. Là cái gì đây? Cái gì ta? Tám đô một cây nè mấy bạn. Này mấy cái đèn ngủ. Quần áo. Cái này là dao mấy bạn. Dao đẹp ha. 19 đô cái. Đĩa. Đĩa. Mút. Đầu con này là 60 đô. Cái đầu con mút. Elephant. Đúng rồi. Đây mình thấy đa số là nó bán mô hình xe. Mô hình xe nhiều á. Chó sói. Đi đây nè. Còn luôn là coi. Xuống đây luôn con. Còn đây là mấy con búp bê mà. À, Mickey Mouse đúng rồi. Quá trời búp bê luôn. Đó. Nhiều ha. Ở đây nó to ghê mấy bạn. Đi họ lạc đường luôn. Cũng to chứ bộ. Hả? Đây là mấy cái tượng. Cũng là tượng mấy cái ly. Quá trời nọ luôn nha. Ờ chó. Không, cái này là gì? Dinosaur mà. Cái này là cái tượng dinosaur. Hấp pin rồi. Kê là T-Rex. Ừ. Thở không? Đây là bán chén dĩa rồi. Rồi. Cocomelon đúng rồi. Brought to you by the Maine Bureau of Highway Safety. Let's pop into our favorite agency liquor store and see what's on special. Let's see what we've got. $7 off please drink responsibly. It's the early bird sales event at Sherwood's Maine Coast Bookshop. Saturday, November 5th. Sherwood's will take 20% off everything. Này đi ra một cái đường khác nữa hay gì á. Đúng là. Này nó rộng lắm mấy bạn. Nhà đúng rồi. Có cái vỏ nữa là. Vỏ giống Việt Nam quá ha. Ừ. Cái gì cũng bán được ha. Cái này mà bạn cần cái gì mà ở ngoài siêu thị hay bất kỳ chỗ nào nó không có, bạn nên ghé vô đây. Đồ cổ đồ gì ở đây cũng có nè. Mấy con Pokemon.
rất là nhiều luôn. Này cái mấy cái móc gắn chìa khóa cũng có bán luôn rồi mấy bạn. Này là nó có ghi tên hay gì lên luôn. Đi đây chưa Đạt? Đi ra đường nào ta? Nhiều đường quá. Là Pokemon. Nhiều Pokemon nè mấy bạn. Cái thẻ Pokemon cũng bán luôn. Đường cái kiếm nữa. Này chắc kiếm giả. Kiếm làm giả giả thiệt. Dưới đây là gì nè? Xuống đây thử nè. Mấy cái này là để lướt sóng nè mấy bạn, lướt. Ở đây cái tiệm nha mấy bạn. Đây mấy cái thuyền buồm. $46 cái thuyền này. Đi không? Đi đi về đi ra tính tiền lấy cái đó không không là lấy cái đó hết à đi ra tính rồi bán mấy cái nhẫn nữa $25 cái nhẫn to này mấy bạn rất là to luôn tính tiền ngoài đây nè con cái đây trả tiền. Đi qua đây. Nè mấy bạn quá trời đồ luôn. Đây là Pokemon nè. Trời ơi. Đó, đi con, let's go. Xuống dưới đây thử coi coi nè. Ở dưới đây ta cũng có bán cái USB, cái đèn USB mấy bạn. Cái đồ hút Zippo, quạt Zippo đây $5 một cái. Mấy cái quạt khe lửa. Đây, cái này là để hút cỏ. Hút ở đây thì cỏ là cần sa mấy bạn. Là được bán khi mà có giấy phép nha mấy bạn. Đó là giống như một loại thuốc lá vậy ở Mỹ này. Đó đây là mấy cái đồ hút. Rất là nhiều ống tẩu á mấy bạn. Đi coi, quá trời ống tẩu luôn. Nhiều quá ha. Đây rất là nhiều ống tẩu để hút cỏ luôn mấy bạn. Ok. Đi coi. Ở đây là 10.000 square feet. Là nó cũng là rất là lớn đó mấy bạn. 10.000 covid cái chỗ siêu thị này mấy bạn. Gỗ cứng $4.
4 đô một bó. Ủa cưng. Đi. Sao vậy, sao vậy? Cái này bị gì vậy ta? Xe em này bị hư mấy bạn. Người ta kêu người tới lấy đi. Đó, cách ta cẩu xe. Giống như xe trước này không bị không nổ máy hay gì á. Người ta cẩu đi. Mấy coi cách ta cẩu nha. Đây là cái cách người ta kéo xe mấy bạn. Kéo xe lên á. Mấy bạn bây giờ là mình kết thúc video tại đây nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ lùi xe mình đi về. Đó, người ta kéo xe mấy bạn. À. Cái xe chỗ này bị hư cái gì á. Giờ người ta kéo đi về hãng sửa. Đó, đây là cách người Mỹ người ta kéo xe mấy bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Nếu mà các bạn thích video của mình thì nhớ cho mình một like và đừng quên subscribe kênh của mình nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.